lại là Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ quay lại với một series là những cái thực phẩm chức năng, thuốc bổ cho người lớn tuổi trong gia đình chúng ta ha. Và món đầu tiên Thanh khai màn cái series này thì nó muốn đưa cho mọi người cái này đây. Đây là cái CoQ10 150mg của Black Moss. CoQ10 là một chất coenzyme được tìm thấy trong cơ thể của chúng ta và đặc biệt là có nhiều ở tim. CoQ10 sẽ giúp chúng ta là có một trái tim khỏe mạnh hơn nếu chúng ta bị mắc tiền sử bệnh tim mạch, tim đập nhanh hay là chúng ta gặp những cái tình trạng như về có một chút gì đó không ổn về tim hoặc là chúng ta bị huyết áp thấp rồi thì cái CoQ10 này sẽ giúp chúng ta là bồi bổ trái tim khỏe mạnh hơn, nuôi dưỡng các tế bào của chúng ta và đặc biệt nữa là hạn chế huyết áp của chúng ta hả bị tụt nè, xong rồi lại hạn chế cholesterol nữa. Những người mà bị bệnh tim làm cho khó chịu, dễ bị đau nửa đầu hả, thì cái CoQ10 này nó cũng sẽ cải thiện rất là tốt cho những người như vậy. Thì CoQ10 này thì chúng ta có thể sử dụng từ thanh niên cho tới người già được luôn. Từ trên 18 tuổi là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Và đặc biệt là những ông bà chúng ta khi mà lớn tuổi rồi thường hay bị các vấn đề về tim như là bị tim đập nhanh nè, hoặc là hay là mệt đó, hay là các vấn đề về tim thì chúng ta nên sử dụng, chúng ta nên cho ông bà sử dụng cái CoQ10 này rất là hiệu quả luôn. Hiện tại thì ba của Thanh vẫn bị là bệnh tim và Thanh vẫn sử dụng CoQ10 từ rất lâu trước đây cho ba rồi, thì ba có nói là khi sử dụng thuốc này thì cảm thấy là mình khỏe hơn, trái tim khỏe hơn, nhẹ hơn chứ không có bị mệt tim nhiều nữa. Thanh vẫn đang cho ba sử dụng CoQ10 này của Blackmore. Cái hàm lượng này là hàm lượng chuẩn 150mg. Thì nếu mà không có chỉ định của bác sĩ thì chúng ta sử dụng cái hàm lượng này là hàm lượng chuẩn mỗi ngày một viên 150mg. Blackmore cũng có cái hàm lượng super strength có 300mg, nhưng mà cái hàm lượng đó chỉ có thể sử dụng mà Thanh khuyên mọi người là khi mà có ý định chỉ định của bác sĩ thì hãy sử dụng cái mà hàm lượng cao đó, còn nếu không thì 150mg đó là rất là phù hợp cho mà cái sử dụng mỗi ngày bổ tim như thế này thôi. Hiện tại thì bên Animebaby đang có sẵn mọi người nha. Đây là cái thuốc bổ tim, cái lọ Thanh đang cầm là 30 viên của CoQ10 của Blackmore. Thì bên Animebaby thì Thanh xách tay về, hoặc là các bạn gửi cargo đi đường e về chứ không sợ là mình sẽ đi đường hàng công hay là hàng trộn, hàng phay mọi người nha. Giá của CoQ10 Blackmore đó thì tầm 300 hơn, tùy theo thời giá mọi người nha. Tại vì có lúc thì sẽ được sale nhiều thì Thanh sẽ hạ giá xuống cho mọi người, và có lúc thì sale ít thì Thanh sẽ báo cho mọi người cái giá đúng ngay lúc đó, và chi phí về tới tay. Thì mọi người nếu mà có muốn mà mua sản phẩm của Minh Thanh thì hãy comment hay là nhắn tin hoặc là gọi trực tiếp cho Thanh, Thanh sẽ check giá xong rồi báo với mọi người là chắc chắn hôm nay mọi người đặt thì sản phẩm sẽ về bao nhiêu, hoặc là sản phẩm đang có ở store thì bao nhiêu, mọi người sẽ đồng ý cái giá đó sẽ có cái giá chính xác hơn nha mọi người nha. Hôm nay thì Thanh review tới đây thôi, hôm khác lại tiếp tục review những cái sản phẩm kế bên đây cho mọi người nha. Bye bye mọi người.